Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thịt ba chỉ rang cháy cạnh nhé. Đây các bạn, nguyên liệu của mình là thịt ba chỉ đây. Các bạn mua cho mình độ 200g thịt ba chỉ của mình như này nhé. Giờ mình sẽ thái miếng nhé. Để sau đó mình sẽ cho lên bếp để mình rang nhé. Các bạn thái miếng bình thường của mình nhé. Cái món thịt ba chỉ rang cháy cạnh này các bạn ăn với cơm trong mùa đông này cũng rất ngon. Thì các bạn, như vậy là mình đã thay xong thịt rồi, bây giờ mình sẽ cho lên chảo để mình rang nhé. Các bạn cho thịt và chảo vào một bật bếp luôn nhé, để mình rang nhé. Đây, bây giờ mình sẽ rang cho cái thịt này vàng cháy cạnh luôn các bạn nhé. Các bạn sau khi mình bật bếp lên là đã có mỡ ra rồi các bạn, mỡ của thịt ba chỉ nhé. Các bạn cứ cho thêm ít nữa nhé, thì cái này là nó cũng chưa vàng nhé, thì sẽ vàng thêm thì nó mình sẽ lật lật lên các bạn nhé. Các bạn cho lửa vừa tương đối các bạn nhé, đừng cho bé quá nhưng mà không đừng cho to quá, thì nó sẽ hơi cái khó mà không cho là mình sẽ bị đỏ vì lửa mạnh nhé. Thì ta chỉ nó có bì mà nó sẽ hơi cho mình đỏ. Thank you.
cho gia vị vào và sẽ để người ta chỉ ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào các bạn nhé, thì nó vải như thế này là được rồi. Làm cho mình một chút mắm nhé, một thìa ăn canh nhé, mắm. Bạn cho mình một chút bột canh thẳm lên để chín nhé. 1/2 thìa bột canh. Hạt tiêu các bạn nhé. Một chút hạt tiêu cho nó thơm. Các bạn có ăn ớt ấy, thì các bạn có thể cho ớt nhé. Và bây giờ mình đảo lên để cho các gia vị nó thấm vào miếng thịt ấy. Thì là mình sẽ có được một đĩa thịt rang này. Các bạn ơi. Sau đó các bạn cho mình một chút hành lá để cho ngấm thêm đã. Còn miếng thịt mình sẽ cho hành lá vào. Rồi bây giờ các bạn cắt cho mình hành lá vào nhé. Rồi các bạn cắt bếp cho mình nhé. Và mình cho ra đĩa này mình có thể nhìn được không? Làm như này rất ngon. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa nhé, và mình sẽ múc thịt rang ra nhé. Như vậy với 200g thịt ba chỉ là các bạn có thể làm được một đĩa thịt là ba chỉ rang cháy cạnh rồi cho bữa cơm gia đình nhà mình rồi. Với một chút mắm, hạt tiêu, mì chính, hạt lêm và một ít hành thơm. Ăn lá là các bạn có thể có được một đĩa thịt rang như thế này rồi. Rất ngon các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với cách làm này nhé. Chúc cho bữa ăn gia đình nhà mình thêm thay đổi khẩu vị nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.